Những phong tục đón Tết siêu dị ở các nước trên thế giới. Trong dịp năm mới 2024 vừa qua, liệu bạn có tham gia thử thách ăn nho dưới gầm bàn? Theo những chia sẻ trên mạng xã hội thì trào lưu này bắt nguồn từ phong tục của người Tây Ban Nha. Những người thực hiện trào lưu sẽ ngồi dưới gầm bàn để ăn 12 quả nho vào đúng khoảnh khắc giao thừa nhằm mang lại những điều may mắn trong năm mới. Đặc biệt là trong tình cảm. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô nàng An Tây, hot girl diễn viên nổi tiếng gốc Tây Ban Nha đã bất ngờ lên tiếng phản đối trào lưu này. Cụ thể, An Tây khẳng định rằng người Tây Ban Nha không hề ăn nho dưới gầm bàn như những trào lưu được lan truyền trên trang mạng xã hội. Trên thực tế, người Tây Ban Nha đúng là có phong tục ăn 12 quả nho vào khoảnh khắc giao thừa. Tuy nhiên, họ không ăn dưới gầm bàn mà cứ ngồi lên ghế ăn bình thường thôi. Truyền thống này xuất phát từ thành phố Alicante của Tây Ban Nha vào đầu những năm 1900. Những người trồng nho đã nghĩ ra ý tưởng này để tiêu thụ số nho dư thừa của họ. Mặc dù thực hiện sai thử thách, nhưng đó vẫn là những trải nghiệm tuyệt vời, đúng không quý vị? Và nếu như bạn đã cảm thấy tiếc nuối vì chưa kịp đu trend, thì năm nay đừng lo lắng. Hãy cùng Mật Mã Địa Lý đi tìm hiểu 10 phong tục đón năm mới kỳ dị ở các nước trên thế giới để cùng bạn bè và gia đình thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán nhé! Rung chuông 108 lần ở Nhật Bản. Joja no Kane là lễ rung chuông truyền thống được tổ chức trên khắp Nhật Bản vào đêm giao thừa. Đây là cách kỷ niệm một năm cũ đã qua và chào đón một năm mới lâu đời. Các ngôi chùa ở địa phương Nhật Bản sẽ gióng lên 108 hồi chuông từ đúng 23 giờ ngày 31 tháng 12 và kéo đến 0 giờ ngày đầu năm mới. Trong đó có 107 tiếng chuông được đánh trước nửa đêm và hồi chuông cuối cùng được đánh vào thời khắc giao thừa. Hầu hết các đài truyền hình ở Nhật Bản đều phát sóng sự kiện truyền thống này, nên dù nhà không có gần chùa, bạn cũng có thể theo dõi thời khắc quan trọng của năm mới. Một số ngôi chùa còn thậm chí mời mọi người đến để tham gia rung chuông vàng, nhưng thường yêu cầu công chúng phải đăng ký trước để trải nghiệm. Tuy nhiên, hầu hết các ngôi chùa chỉ giới hạn việc thực hành này cho các nhà sư. Có nhiều sự tranh luận về con số là 108 ra đời. Một số người đưa ra các công thức tính toán có 6 giác quan, thị giác, thính giác, vị giác và khứu giác, xúc giác và cuối cùng là ý thức, giác quan thứ 6 chỉ có trong Phật giáo. Chúng ta trải nghiệm mọi thứ qua những giác quan này, nhưng mỗi giác quan đều có thể trải nghiệm theo 3 cách: tiêu cực, tích cực hoặc là trung lập. Tạo ra tổng cộng là 18 cảm giác, là 6 x 3. Những cảm giác này có thể là thuần túy hoặc là bị nhiễm bẩn, tạo ra 36 đam mê, 18 x 2. Bởi vì mỗi đam mê đều có thể hình thành trong quá khứ, hiện tại hoặc là tương lai. Chúng ta có tổng cộng là 108 sự bất tịnh của tâm hồn, tức là sự phiền não, 36 x 3. Người khác vẫn cố gắng đặt tên cho những từng sự bất tịnh này, bao gồm sự phô trương, sự chế nhạo, sự vô lễ, sự thất thường, sự đạo đức giả dối và nhiều hơn nữa. Việc đánh chuông 108 lần trong lễ Joja no Kane tượng trưng cho sự thanh lọc của 108 sự bất tịnh này. Mỗi lần đánh và sóng âm giúp tín đồ giải thoát khỏi những gắn bó với thế gian, giúp họ bắt đầu năm mới với một góc nhìn mới tinh. Lắng nghe hành động của tiếng chuông được cho là mang lại sự rõ ràng, chánh niệm và cảm giác đổi mới. Lần đánh chuông cuối cùng trong chuỗi 108 là lần đầu tiên trong năm mới, là một lời nhắc nhở về tính chu kỳ của cuộc sống. Nơi kết thúc mở đường cho sự bắt đầu và nơi tiếng chuông đánh trở thành cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Khi 108 tiếng vang không khí lạnh lẽo qua đêm, chúng ta mang theo hy vọng, giấc mơ và khát vọng không chỉ của cá nhân mà của gia đình mà còn cả một quốc gia. 2. Đập bát đĩa, Đan Mạch. Nếu bạn đã từng đi Đan Mạch và thức dậy thấy một đống bát đĩa vỡ vụn ở bên ngoài cửa nhà thì có lẽ đó là đêm giao thừa. Khác với truyền thống của nước ta, nếu bạn làm đổ vỡ vào đầu năm thì hẳn sẽ bị mẹ giáo huấn cho một trận. Thì ở Đan Mạch, bát đĩa vỡ là một điều tốt. Người ta cho rằng có càng nhiều mảnh vỡ ở trước nhà vào ngày hôm sau, các bạn sẽ càng thấy may mắn và được yêu mến hơn. Nhưng trừ khi bạn là người phải quét sạch chúng thì điều này khá là mệt đấy. Nguồn gốc của truyền thống này không hoàn toàn rõ ràng, nhưng nó được cho là bắt nguồn từ một cách thể hiện sự trân trọng đối với những người có mặt ở trong cuộc đời của mỗi người. Bằng cách đập đĩa vào cửa nhà của ai đó, đó là một cách để nói cảm ơn và chúc họ may mắn trong năm tới. Đập đĩa cũng là một cách để buông bỏ quá khứ và bắt đầu lại cuộc sống mới. Việc đập bát đĩa cũ tượng trưng cho những việc bỏ lại những năng lượng tiêu cực hoặc là xui xẻo từ năm trước và nhường chỗ cho những cơ hội và trải nghiệm tích cực trong năm sắp tới. Để chuẩn bị cho việc đập bát đĩa, người Đan Mạch thường thu thập những chiếc đĩa không sử dụng trong suốt cả một năm. Bạn cũng có thể mua chúng ở các cửa hàng tiết kiệm hoặc là cửa hàng bán đồ ở trong gara. Một số nơi thậm chí còn trang trí đĩa bằng những thông điệp hoặc là hình vẽ trước khi đập chúng.
Vào đêm giao thừa, những chiếc đĩa được mang đến nhà của bạn bè và gia đình, nơi chúng bị đập vỡ ở trước cửa nhà. Mặc dù việc đập đĩa nghe có vẻ giống như là một truyền thống phá hoại, nhưng nó thực sự khá vui vẻ và mang tính lễ hội. Đó là một cách để kết nối với những người thân yêu và chào mừng sự khởi đầu của một năm mới. Thêm vào đó, âm thanh của chiếc đĩa vỡ được pha vào cho là tác dụng xua đuổi tà ma và may mắn cho cả một năm mới. 3. Mặc đồ lót sặc sỡ, chầu Mỹ Latin. Ở các quốc gia Nam Mỹ như là Mexico, Bolivia hay là Brazil, vận mệnh của bạn trong năm mới đều được quyết định bởi chiếc quần lót. Tại Mexico, màu đỏ được cho là ưa chuộng nhất. Đây cũng là món quà tuyệt vời dành cho bản thân và người thân, bạn bè xung quanh. Nếu một cô gái Mexico còn độc thân thì sẽ chọn đồ lót màu đỏ vì đây là biểu tượng cho sự may mắn trong tình yêu. Được biết, phong tục đón năm mới này có từ thời Trung Cổ. Vào thời kỳ đó, màu đỏ bị cấm bởi gợi tới sắc màu của những thế lực xấu. Tuy nhiên, vào đêm giao thừa, phụ nữ mặc màu đỏ được quan niệm là sẽ gặp nhiều may mắn, thu hút phái mạnh. Và phong tục này vẫn được người Mexico gìn giữ cho tới ngày nay. Trong khi đó thì nếu muốn cầu tiền tài, dư giả kinh tế, người dân sẽ mặc nội y màu xanh lá. Với những người muốn cầu công danh, họ sẽ chọn màu vàng. Còn muốn sức khỏe tốt thì mỗi người sẽ chọn những trang phục bên trong là màu trắng. Trong khi đó thì ở Venezuela và Peru, màu vàng là màu sắc mang lại may mắn trong dịp năm mới. Người dân tại xứ sở những hoa hậu cho rằng, vào khoảnh khắc đón năm mới, họ phải chọn những đồ có màu sắc sặc sỡ, bắt mắt, rực rỡ. Bởi vậy, cả nam và nữ thường sẽ chọn những món đồ màu vàng vào ngày đầu năm mới bởi họ cho rằng điều này sẽ mang lại nhiều may mắn trong suốt 365 ngày tiếp theo. Và nếu như bạn là một người yêu màu hồng và ghét sự giả dối, thì tại Argentina, người Bolivia, đây sẽ là màu sắc được lựa chọn nhiều nhất. Theo quan niệm của người dân Argentina, nội y màu hồng là biểu tượng của tình yêu. Bởi vậy, phụ nữ quốc gia này thường chọn những bộ nội y với màu sắc hồng cho bản thân hoặc là làm quà gửi tặng cho bạn bè thân thiết. Họ sẽ diện chúng vào đêm giao thừa với mong muốn là gặp nhiều may mắn và tình yêu thăng hoa. Tương tự như vậy, tại Bolivia, quần lót màu hồng cũng là lựa chọn cho những chị em phụ nữ vào thời khắc năm mới sắp tới. Màu sắc của những món đồ nội y này mang đến ý nghĩa thắt chặt tình bạn. Đặc biệt hơn, người ta còn mặc ngược chiếc quần từ phía trước ra phía sau với ý nghĩa là may mắn nhân đôi. 4. Đốt bù nhìn, Ecuador. Đó là những con búp bê được làm từ giấy, quần áo cũ và các chất liệu khác, tượng trưng cho những khía cạnh tiêu cực và những khoảnh khắc khó khăn trong năm qua. Đốt chúng vào lúc nửa đêm, tượng trưng cho việc bỏ lại mọi điều tồi tệ ở phía sau và đón chào một năm mới một cách sạch sẽ. Các gia đình ở Ecuador tự làm một con rối hoặc là mua một con rối và đôi khi là những con rối này sẽ đại diện cho một người cụ thể, như là một chính trị gia hoặc là một siêu anh hùng. Ngày nay, những con rối thậm chí còn phức tạp hơn nhiều, với một số hình nộm cao chót vót và được vẽ một cách sống động và được người dân mang đi diễu hành khắp thành phố. Vào lúc nửa đêm, chúng sẽ được đốt cháy và được mọi người cùng nhau nhảy qua ngọn lửa đang cháy để cầu may mắn trong năm tới. Truyền thống này được cho là bắt nguồn từ trận dịch sốt vàng da năm 1895, khiến thành phố Guayaquil rơi vào tình trạng đặc biệt khó khăn. Năm đó, người ta đóng quan tài với quần áo của người chết và đốt chúng. Hành động này vừa là hình thức tang lễ, vừa là nghi thức thanh tẩy. Đặc biệt, trước khi đốt phá vào buổi tối, những người đàn ông sẽ ăn mặc như những quá phụ của các hình nộm và chặn đường để xin tiền những chiếc xe đi ngang qua. Mặc dù điều này có thể khiến bạn hơi bực bội, nhưng sau khi xem những màn trình diễn kịch tính của các quá phụ, bạn sẽ cảm thấy nó cũng rất là thú vị. 5. Đặt nhánh tầm gửi dưới gối, Ireland. Tìm kiếm tình yêu có lẽ là một trong những quyết tâm năm mới phổ biến nhất của những tâm hồn độc thân trên toàn cầu. Người Ireland tin rằng nếu bạn đặt một nhánh tầm gửi hoặc là cây nhựa ruồi hoặc là cành thường xuân dưới gối vào ngày 31 tháng 12, bạn sẽ mơ thấy người bạn đời tương lai của mình. Truyền thống này bắt nguồn từ những ý tưởng hôn nhau dưới cây tầm gửi ở dưới thời Hy Lạp cổ đại. Gắn liền với nữ thần tình yêu là Frigga của người Vinky, cây tầm gửi được sử dụng trong các nghi lễ nhằm khuyến khích hôn nhân thành công, khả năng sinh sản và hạnh phúc. Thậm chí, nước Anh thời Victoria hôn dưới cây tầm gửi là một việc làm nghiêm túc. Nếu một cô gái từ chối nụ hôn, cô ấy không nên mong đợi bất kỳ lời cầu hôn nào trong ít nhất là một năm tới, và nhiều người sẽ khinh thường cô ấy. Nhận xét rằng rất có thể cô ấy sẽ trở thành một cô gái già. Mặt khác, trong các tôn giáo thời tiền Thiên Chúa giáo trên khắp châu Âu, cây tầm gửi là biểu tượng của bản chất nam tính thần thánh.
Điều này dẫn đến niềm tin tin rằng những người thiếu nữ cô đơn sẽ được thu hút một nửa phù hợp nếu nó được đặt dưới gối của họ vào ngày cuối năm. Nếu điều đó thực sự xảy ra, thì quả đây là những giấc mơ ngọt ngào để bắt đầu một năm mới nhỉ? Còn đợi gì mà những cẩu độc thân không chuẩn bị sẵn cho mình những loại cây trên để có một mùa đông không lạnh trong năm mới? 6. Đập quả lựu trước nhà, Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đồng hồ điểm nửa đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ, mọi người có thể là không ngay lập tức bật champagne hoặc là hôn người thân của mình, mà thay vào đó là bắt đầu một năm mới với hành động khá là gay gắt. Đập quả lựu ở trước cửa nhà. Lựu dường như luôn là một loại trái cây mang tính biểu tượng cũng như bổ dưỡng. Loại quả này được khắp ở Trung Đông, Ấn Độ, Hy Lạp và Ai Cập với ý nghĩa biểu tượng là khả năng sinh sản do có nhiều hạt. Loại trái cây này được tôn kính đến mức thậm chí còn xuất hiện trong các câu chuyện huyền thoại cổ xưa như chuyện về Hades hay là Persephone, hay được dùng làm đại diện cho nhiều nữ thần như là Hera hay là Aphrodite. Chính vì thế, trong những nền văn hóa xung quanh Địa Trung Hải và Trung Đông đã thấm nhuần ý nghĩa sâu sắc của quả lựu và sử dụng chúng trong các nghi lễ quan trọng. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lựu là loại quả có sự dồi dào và bạn có thể tìm thấy loại quả này hoặc là hình ảnh của nó ở bất kỳ nơi đâu. Ngoài ra, quả lựu còn là loại quả mang đến điềm lành và lại rất phổ biến trong các lễ kỷ niệm đánh dấu sự khởi đầu mới như là đêm giao thừa hoặc là đám cưới. Trong những ngày này, người ta thường đập quả lựu xuống đất để mang lại điểm may. Nếu bạn càng khiến hạt lựu bay ra thì sẽ có càng nhiều điều may mắn đến trong năm tới. Tương tự như vậy, việc tặng một quả lựu hoặc là một đồ vật tượng trưng có hình quả lựu cho một người sẽ là một món quà hoàn hảo trong những ngày lễ. Nhưng nếu như bạn không có sẵn một quả lựu trong tay, thì việc rắc muối trước cửa nhà cũng có ý nghĩa là xua đuổi điều xấu xa và mang lại may mắn vào nhà. 7. Bổ lõi táo, Cộng hòa Séc. Có nhiều cách kỳ lạ để đoán trước được tương lai. Ở nền văn minh La Mã cổ đại, có những người bói toán, những người sẽ nhìn vào sự hình thành của các loài chim để đưa ra dự báo. Và cũng có những người là đoán mộng bằng cách tìm kiếm dấu hiệu từ trong giấc mơ. Hoặc là phương pháp bói tướng có thể nói cho bạn biết số lượng đứa con của một người phụ nữ dựa trên niềm tin hình dạng của rốn. Ở Cộng hòa Séc, có một truyền thống năm mới đơn giản hơn, có lẽ vui vẻ hơn với những dự đoán tương lai với một quả táo. Và ngày đầu tiên của năm mới, tức là ngày 1 tháng 1 hay còn gọi là ngày Quốc Khánh Séc, kỷ niệm sự chia cắt của Tiệp Khắc thành Cộng hòa Séc và Slovakia. Người dân ở tại đây sẽ cắt một quả táo làm đôi và xem xét kỹ phần lõi của nó. Lưu ý là táo phải được cắt theo chiều ngang chứ không phải là theo chiều dọc. Với những ai đã tham gia trend đúng nhận, dài cãi và có những màn trình diễn như bổ đôi quả cau, quả mít, quả nho, thậm chí là quả sầu riêng thì việc thực hiện phong tục này có vẻ là rất dễ dàng. Theo truyền thống của Cộng hòa Séc, nếu bổ quả táo ra làm đôi và có hình ngôi sao ở giữa, bạn có thể mong đợi về một hạnh phúc đang đến. Tuy nhiên, nếu là hình một cái cây thánh giá thì đó không phải là một tin tốt. Giống như quả óc chó, quả táo có ý nghĩa rất quan trọng trong Thiên Chúa giáo và cũng là loại quả trái cấm trong sách sáng chế của Adam và Eva. Đây cũng chính là cơ sở cho truyền thống lâu đời và đầy ấn tượng này của Hy Lạp. 8. Treo hành tây, Hy Lạp. Bạn có thể là người không ưa thích mùi hăng nồng của hành tây, nhưng tại Hy Lạp, truyền thống năm mới lại là treo một củ hành tây ở trước cửa nhà. Đây là nghi lễ đã có từ lâu đời. Kể từ thời Hy Lạp cổ đại, hành tây đã là tượng trưng cho sự phát triển và tái sinh. Lý do cho điều này rất là đơn giản. Hành tây được xem là có khả năng sinh sản cao vì chúng dường như là có thể nảy mầm bất chấp. Khi một củ hành tây bị bỏ quá lâu mà không được sử dụng, nó vẫn có thể nảy mầm và phát triển trở lại. Và đó cũng là lý do tại sao hành tây luôn được treo trước cửa nhà. Mục đích là để giúp những người trong gia đình phát triển và trải qua một sự tái sinh của riêng họ trong năm mới sắp đến. Loài hành tây được sử dụng trong lịch sử có cái tên khoa học là Urinia maritima, nhưng được người dân ở thời đó biết đến với cái tên là squee. Mọc hoang rất nhiều ở trên đảo Crete. Mặc dù không được đánh giá cao do tính chất độc hại của nó, nhưng loài cây này được cho là có khả năng tái sinh thần bí. Đối với những người ngoại giáo, những sức mạnh ma thuật này có thể là một món quà từ thần Pan, người bảo hộ của thiên nhiên và hoang dã. Việc dâng củ hành tây lên vị thần này là một cách cầu xin sự ưu ái của ông dành cho cả gia đình trong năm mới. Những người theo đạo Thiên Chúa cũng có thể bắt đầu thực hành với một lý do cũng như vậy. Và ngày nay bạn có thể thấy những củ hành được bọc bằng giấy bạc treo ở trước cửa ra vào với mục đích là xua đuổi tà ma và mời gọi một năm mới nhiều điều may mắn.
Thông thường thì những người gia đình ở Hy Lạp sẽ tham gia vào lễ thánh vào ngày đầu năm mới. Khi lễ thánh kết thúc, họ tìm một củ hành tây để mang về nhà. Điều quan trọng là bạn chỉ được treo hành tây sau khi đã tham gia lễ thánh, bởi đây là một phần của nghi lễ. Nếu có một năm mới thật thành công và phát triển thì hãy nhớ đừng lười biếng đến nhà thờ trước nhé. 9. Những đồ vật hình tròn, Philippines. Trong tất cả những lời chúc năm mới của bạn thì chắc chắn không thể thiếu được những lời mong ước về tiền tài đúng không? Tại Philippines cũng như vậy. Người dân địa phương tin rằng những vật xung quanh mình nếu mang hình dáng tròn trịa, tượng trưng cho đồng xu thì sẽ mang lại nhiều tài lộc. Kết quả là quần áo có chấm bi được mặc và thức ăn hình tròn được chuẩn bị. Đặc biệt, các gia đình sẽ phục vụ một đĩa bao gồm 12 loại trái cây là hình tròn vào bữa tối, giống như 12 quả nho của người Tây Ban Nha. 12 trái cây được dùng để tượng trưng cho 12 tháng trong một năm. Bất kể sử dụng phương pháp nào, hoa quả có trên bàn ăn trước nửa đêm. Mỗi người phải ăn tất cả hết các loại. Tuy nhiên, những quả to, bạn chỉ cần cắn một miếng. Hình tròn của trái cây sẽ mang lại sự thịnh vượng và may mắn trong năm tới. Hình tròn của trái cây sẽ mang lại sự thịnh vượng và may mắn trong năm sắp tới. Nếu bạn đang loay hoay tìm các loại quả để thêm vào danh mục của mình, thì mật mã địa lý sẽ gợi ý cho bạn một số lựa chọn như là táo, bon bon, quất, dưa hấu, vú sữa, cam, ổi, anh đào, lê, v.v. Ngoài 12 loại trái cây, còn có những món ăn khác để phục vụ trong bữa tối, như là pasis, một món ăn làm từ mì rất tốt cho sức khỏe, được người dân gửi gắm mong ước có thể có một cuộc sống lâu dài. Nếu như bạn đã từng ăn mì trường thọ của Trung Quốc, thì hương vị của món ăn này khá là giống đấy. Các gia đình còn phục vụ bánh gạo hoặc là xôi. Người Philippines thường ăn bánh nếp trong dịp năm mới vì họ tin rằng chúng sẽ thắt chặt mối quan hệ của gia đình. Bánh gạo phổ biến bao gồm là bico, bánh gạo ngọt hay là bibingka, bánh gạo nướng. Thậm chí những người dân cũng thường xuyên là giữ tiền xu trong túi và để nó liên tục kêu leng keng. Làm như vậy có thể giúp tiền bạc tiếp tục chảy vào túi của chúng ta. 10. Đêm giao thừa tại Nghĩa Trang, Chile. Thay vì dành thời gian cho những bữa tiệc sang trọng hay là những ngôi nhà ấm áp với đèn và thức ăn nóng hổi, người dân tại đất nước Nam Mỹ Chile trong đêm giao thừa sẽ đi viếng mộ người thân. Hoạt động này sẽ được cho là bắt đầu vào năm 1995 tại thành phố Talca, cách thủ đô Santiago 258 dặm về phía nam. Một gia đình đã leo vào nghĩa trang vào ban đêm giao thừa để đến bên người mộ cha vừa mới qua đời. Thay vì thực thi pháp luật, chính quyền địa phương lại có quan điểm cho rằng đó là một hành vi cần được khuyến khích hơn là ngăn cấm. Cổng nghĩa trang hiện nay vẫn mở cả đêm giao thừa. Các gia đình sẽ đến đây và tưởng nhớ người thân đã khuất bằng nhiều cách khác nhau. Đối với một số người, họ sẽ ngồi bên mộ trong sự suy tư yên tĩnh, trong khi những người khác lại muốn mang theo thứ gì đó để cùng ăn uống. Để thêm vào chút ấm áp và ánh sáng, đôi khi người ta đốt những ngọn lửa và bật loại âm nhạc cổ điển du dương. Cũng có nhiều người sẽ ngủ bên mộ cho đến khi trời sáng. Những người thực hiện truyền thống đêm giao thừa ở Chile này tin rằng đây là một phần quan trọng của quá trình tang chế. Họ cảm thấy có thể mang lại may mắn trong năm mới và còn giúp cho linh hồn của những người đã khuất cảm thấy bình yên khi biết mình đã được thăm viếng vào thời điểm đặc biệt này. Truyền thống này cũng mang lại cảm giác đoàn tụ với những người thân yêu và giúp khơi dậy quan niệm cho rằng cuộc sống rất có giá trị và cần được tận hưởng. Ngày nay thì ước tính có khoảng 5.000 gia đình thực hiện truyền thống này. Trong một thành phố có khoảng 200.000 dân. Sau khi xem hết video này, các bạn đã tìm thấy cách mà mình sẽ kết thúc và bắt đầu một năm mới trong dịp sắp tới chưa? Dù bạn là người lựa chọn một chiếc quần lót có màu sắc sặc sỡ, chuẩn bị đập chén đĩa mà không sợ mẹ la mắng, hay chỉ đơn giản là chọn một quả táo ngon để bổ đôi như cô đồng tại Hải Dương, thì nó vẫn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ và tuyệt vời nhất. Video đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có một năm mới đầy hạnh phúc và ý nghĩa. Đừng quên like và subscribe cho chúng mình nhé! Cảm ơn và hẹn gặp lại!